tăng giá hơn 700% trong vòng 7 tháng, không phải bong bóng, cũng chẳng phải Bitcoin, đó là tài năng trẻ 19 tuổi, Kobe Menu. Theo thống kê từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, cầu thủ trẻ người Anh Kobe đã tăng giá từ 6 triệu euro lên đến 50 triệu euro, tương đương với mức tăng 733% kể từ đầu năm 2024 tới giờ. Đó cũng là mức tăng lớn nhất của một cầu thủ trong cùng khoảng thời gian theo Transfermarkt. Những cầu thủ có mức tăng thấp hơn Menu là Phil Foden, tăng 40 triệu euro, Cole Palmer tăng 35 triệu euro và Vinicius Junior, Florian Witt, Lamine Yamal, mỗi người tăng 30 triệu euro. Sở dĩ có sự tăng giá ấn tượng đó là do Menu đã có màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Man United và đặc biệt là trong màu áo đội tuyển Anh. Tại Euro 2024, Menu được đá chính trận đầu tiên trong trận đấu ở vòng 16 đội với Slovakia. Màn trình diễn đỉnh cao nhất của Menu tại Euro này tính đến hiện tại là trong trận bán kết với Hà Lan. Thi đấu hơn 90 phút, Menu xuất sắc đến mức Southgate đã thốt lên sau trận đấu rằng mọi việc Menu làm tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế không phải vậy. Trước mắt sẽ là trận chung kết Euro. Nếu Menu vẫn được Southgate tin tưởng sử dụng và cậu tiếp tục khẳng định được bản thân thì chắc chắn giá trị của cầu thủ trẻ này còn tăng phi mã nữa.